tuổi giáp dần 1974 năm mạng, à. 50 tuổi, 6 tháng cuối năm, thần tài báo mộng, vận số giàu sang, tiền vàng nhét ngập két. Quý vị ạ, à, cuộc đời là một chuỗi hành trình trưởng thành với nhiều cái thử thách. Nghịch cảnh sẽ ập đến với những gia chủ tuổi giáp dần sinh năm 1974, không chỉ chứa đựng những khó khăn mà còn có những cái bước ngoặt chuyển giúp cho quý vị giàu sang phú quý. Tìm được cái sinh cơ này thì cuộc đời sẽ thay đổi lên hương lúc nào không hay. À, thưa quý vị 50 tuổi là một cột mốc mà mọi thứ dần dần trở nên ổn định và đầy đủ hơn. Nhưng chẳng mấy ai làm được bởi có lẽ cái cuộc sống không hề đơn giản như vậy. Cũng giống như mọi người thì những gia chủ tuổi giáp dần sinh năm 1974 năm mạng đều muốn an hưởng cái tuổi già vô lo vô nghĩ, buông bỏ cái công việc và nhìn lại cái cuộc sống nhàn hạ. Để có được cái điều này thì trước tiên mỗi người đều phải nỗ lực rất nhiều trong cái tuổi trung niên. Vậy nên đến tuổi 50 ấy, biết được cái điều này thì họ sẽ thay đổi được cái vận mệnh của mình Trở nên giàu có đủ đầy, à, khi đó cuộc sống mới thực sự là mỹ mãn. Và những cái bí mật đó là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng Tử Thông tìm hiểu ngay sau đây. À, thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ sinh năm 1974, năm giáp, giáp dần ấy, nam mạng nhé. trong 6 tháng cuối năm âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Và trong 6 tháng này có 2 tháng cực kỳ là tốt, cực kỳ là lợi hại và cực kỳ là phát tài với những gia chủ tuổi 1974 sắp dần. Thì đó là những tháng nào thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Đầu tiên thì chúng ta cùng xét về cái tổng quan vận hạn của năm mà xem là trong năm vừa qua các bác xảy ra những cái sự kiện gì đúng không ạ? Đó, thì vào trong năm 2023 năm Quý Mão thì những người tuổi giáp dần 1974 đã thoát khỏi cái hạn thái tuế là cái thứ nhất, thứ hai là gì? Để cục diện là dần mộc mã mộc nó tương hòa, tương hòa. Vậy nên là trong cái thời gian này thì nó không có cái chuyện xung khắc vợ chồng nữa Công việc thì nó cũng 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 sẽ nhẹ nhàng hơn Nó không có cái gì là là vất vả lắm Đó, thứ hai là về phần sức khỏe của các bác ấy Dần mão là mộc, mộc nó bình, nó bình hòa đúng không ạ Là hai mộc như mộc nó quá vượng Vậy nên là nó sẽ khiến cho sức khỏe của các bác bị sa sút Vì thế mà trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi giáp dần ấy Cần phải chú ý về sức khỏe của mình nhé à, Tiếp theo là chúng ta có giáp gặp quý đúng không ạ Giáp gặp quý thì giáp mộc được quý thủy nó sinh cho thì nó chính là thiên ấn nó là thiên ấn nó nói là một điều rằng trong năm 2023 năm quý mão ấy thì những các bác được thiên ấn trợ mệnh thì nó sẽ giúp cho các bác về có con đường công danh sự nghiệp Đấy, những người làm quan chức những người làm quản lý những người làm những người làm chức vụ cấp cao ấy thì sẽ gặp nhiều thuận lợi hơn những người thường trên đường đi thì luôn có quý nhân phù trợ giúp đỡ vậy nên là vậy nên là công việc sẽ được hanh thông thuận lợi hơn À, bên cạnh đó thì các bác làm việc gì cũng phải khôn ngoan nhạy bén đấy và thêm phần khéo léo nữa thì sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn lao hơn nữa và năm 2023 năm quý mão thì những người tuổi giáp dần ấy, giáp dần là thuộc uh, thuộc thủy đúng không ạ được ất quý mão nó sinh cho đúng không ạ kim kim thủy tương sinh vậy nên là gì cái mối quan hệ nó cũng khá là hài hòa khá là hòa hợp đó đó là tổng quan bây giờ chúng ta cùng xét được vận hạn xem cái vận hạn của năm 2023 năm quý mão với những người tuổi gì? giáp dần 1974 thì sẽ ra sao như thế nào đúng không ạ thì đầu tiên chúng ta cùng xét xem là cái hạn đúng không ạ? Thì trong năm 2023 năm Quý Mão thì những gia chủ tuổi giáp dần sinh năm 1974 ấy thì là 50 tuổi. Đấy, 50 tuổi thì sẽ gặp cái hạn. Đấy, sẽ gặp cái hạn nó gọi là hạn sao Thái Dương. Đấy, sao Thái Dương thì nó là một cái sao ấy, là một cái sao tốt. Đấy, nó mang lại cái sự may mắn, mang lại sự tốt lành, mang lại sự may mắn về tài lộc và sức khỏe cho những người tuổi những người tuổi 1974 giáp dần, năm giới ấy. Đó. vậy nên đây là một cái sao cực kỳ may mắn nhá, đấy thì quý vị cũng phải ngay sao, ngây sao để mang theo cái may mắn cho mình. Thứ ừ. hai là cái hạn năm thì lại gặp hạn toán tận, cái hạn toán tận này này thì nó là một cái hạn nặng trong tám liên hạn đấy. thì các cụ ngày xưa vẫn nói là gì? toán tận vẫn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. tức là khi gặp cái hạn toán tận ấy thì gia chủ sẽ bị mất tiền mất bạc, tài sản thì cũng không dự tính được trước và dễ xảy ra những chuyện mất mát về tài sản về như là gì một là mất mất cắp hay là dễ bị à, làm ăn thua lỗ mà, mà mất mất tài sản nhé vì thế nên những gia chủ tuổi 1974 dấp dần cũng phải hết sức lưu ý cái hạn này năm nay các bác thì không bị phạm kim lâu đấy nhưng mà hoang ốc phạm vào ngũ thọ tử đó và tam tai thì cũng không bị phạm nhé đó. vì vậy là trong cái vận hạn ấy thì các bác chủ yếu để ý đến cái hạn toán tận này đến cái hạn toán tận trong năm này thì uh, nó sẽ gây ra nhiều cái thiệt hại cho các bác về tiền bạc mất mát tiền bạc đó và để hóa giải cái hạn này thì các bác sử dụng một cái linh phủ giải hạn để hóa giải vận hạn này đi Mang lại cái may mắn, mang lại sự bình an cho mình Đây là cái linh phủ giải hạn, nó sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải những cái vận hạn xấu của cái hạn toán tận nó gây nên Đấy, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái linh phủ giải hạn này Thỉnh linh phủ giải hạn này nhé Linh phù cũng đã được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của các bác. Vậy nên khi thỉnh linh phù thì các bác để lại họ tên ngày tháng năm sinh giờ sinh để được xem ngày chuẩn nhất. Nó mang lại cái tài lộc, mang lại cái may mắn cho các bác được. À, thứ hai là với những người tuổi giáp dần 1974 ấy, thì trong năm quý mão nó vừa thoát khỏi cái hạn thái tuế. Vậy nên là nó vẫn còn cái dư âm và trong 6 tháng cuối năm âm lịch thì nó sẽ gì? Nó sẽ nhẹ hơn và thoát hẳn khỏi cái cái kiếp số của năm của năm năm nhâm dần vừa rồi đúng không ạ? Và để may mắn hơn thì những người tuổi giáp dần 1974 cũng luôn nhớ là mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế nhé Kim bài thái tuế hàng năm Hàng năm nên sử dụng để nghênh đón thái tuế, nghênh đón vị thần cai quản lớn nhất trong năm Đó đó là tổng quan vận hạn của những người tuổi 1974 giáp dần Trong năm 2023 năm quý mão Đó và bây giờ chúng ta cùng vào xét về cái tử vi từng tháng một xem tháng nào tốt tháng năm xấu và những người tuổi giáp dần 1974 cần phải lưu ý những điều gì nào à, đầu tiên chúng ta cùng xét về tháng 6 âm lịch thì tháng 6 lịch nó là tháng kỷ mùi đúng không ạ? Chúng ta có dần mộc gặp mùi thổ thì mộc khắc thổ. Vậy nên trong thời gian này thì nói chung là mộc khắc thổ bị khắc thì cái tình cảm tình cảm nó sẽ bị gì bị xung khắc là một, thứ hai là gì? Cái sức khỏe nó không được tốt. Vậy nên các bác phải hết sức lưu ý. Và hơn nữa chúng ta có giáp, giáp gặp kỷ thì nó là gì? Nó là chính tài à. Như vậy là trong thời gian này các bác thì làm làm để có tiền đấy, có tiền. Có tiền nhưng mà là gì? Khá vất vả. Đấy, gặp chính tài chính tài tức là gì sẽ có người giúp đỡ trên cái con đường công danh sự nghiệp của mình sẽ gặp nhiều cái vận may nhiều vận may đấy vậy nên là trong thời gian này thì các bác từ giáp dần làm ăn thì cũng rất chăm chỉ thật thà và thì cũng được lòng cấp trên được lòng cấp dưới nói chung là tháng này về tổng quan tháng là khá là ok đấy hơn nữa lại có lưu niên là hỷ thần đấy nó mang đến cho các bác nhiều cái niềm vui trong cái tháng này rất nhiều niềm vui trong tháng này nhá đó bên cạnh đó thì chúng ta có mùi thì ẩn tàng ba thiên can kỷ ất và đinh đúng không ạ chúng ta có giáp gặp kỷ thì nó là gì nó lại là chính tài Đó, nó là chính tài tiếp à, nó cũng báo hiệu cho các bác là trong thời gian này sẽ gặp nhiều cái may mắn nhé gặp nhiều cái may mắn ở con đường tài lộc đặc biệt là cái công việc chính của mình thì nó sẽ thuận lợi và hay thông hơn luôn có người giúp đỡ à, có giáp gặp ất thì nó là kiếp tài à, gặp kiếp tài lâm vận thì trong thời gian này sẽ dễ bị gì? tiểu nhân Đó, nó đeo bám nó tìm cách hãm hại hơn nữa giáp gặp đinh thì nó lại là thương quan gặp cái thương quan lâm vận ấy, thì các bác phải đề phòng đến những cái chuyện mà nó không hay đó và để hóa giải cái sao xấu, xấu đi ấy, thì những cái người mà tuổi giáp dần 1974 ấy, thì các bác nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân đấy là dần ngọ tuất để trợ mệnh ngọ thân cái vòng tam hợp quý nhân này sử dụng ba linh vật quý nhân tam hợp theo tuổi của các bác đó là tuổi dần, tuổi ngọ và tuổi tuất đúng không ạ? khi mang theo cái bộ quý nhân bên cạnh ấy thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ luôn ở bên cạnh và những lúc khó khăn ấy thì sẽ được hóa giải một cách triệt để. bên cạnh đó, cái vòng tam hợp này nó còn sẽ giúp quý vị và các bạn hóa giải được những xung sát thị phi, những khẩu thiệt thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại, đấy nó mang lại cho các bác. từ đó sẽ giúp cho công việc hanh thông thuận lợi và tài lộc nó sẽ đến với các bác. À, thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với số chín tám chín ba bốn để thỉnh cái phòng tác hợp của nhân nhé và khi thỉnh các bác cũng nhớ để lại họ tên ngày tháng năm sinh giờ sinh để được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng tuổi của các bác à, như vậy là gì là cái tháng 6 này thì các bác nói chung là về cái đường tài vận cũng khá là phát triển tốt các bác chỉ chú ý đến cái vấn đề sức khỏe và tình cảm thôi Trong à, trong tháng này có lẽ là vì là công việc bận rộn quá mà các bác lo cho công việc nhiều nên là đôi khi lại không quan tâm đến bác gái và để các bác hờn dỗi đúng không ạ đó đó là cái tháng đầu tiên là tháng 6 lịch tiếp theo cái tháng thứ hai chúng ta xét là tháng 7 tháng 7 là tháng canh thân đó, tháng 7 là tháng canh thân à, tháng canh thân ấy thì chúng ta cục diện là dần và thân là tương xung đấy gặp cục diện tương xung này thì những người tuổi dần trong cái thời gian này thì sẽ phải gặp nhiều cái chuyện buồn phiền trong chuyện tình cảm chuyện tình cảm vợ chồng thì nó đi xuống công việc làm ăn thì nó cũng gì cũng xuống theo thứ ba là gì cái sức khỏe nó cũng bị gì bị giảm sút này. sức khỏe giảm sút trong thời gian này do các bác làm việc lao lực quá. Hơn nữa lại có thể lưu nên bệnh phù nó nó đau đến. Vậy nên là cũng không tránh khỏi được những chuyện bệnh thật ốm đau nó xảy ra trong thời gian này. Vì vậy mà những người tuổi giáp dần ấy cũng cần phải hết sức lưu ý nhé Bên cạnh đó thì chúng ta có dần thân tư xung lại cục diện xung khắc thì là một cái tháng xấu nó làm cho cái công việc thời gian này nó cũng sẽ bị gì nó sẽ bị nó sẽ không được thuận lợi. Tinh thần thì luôn bị gì bị áp bức đấy, nó bị áp bức và nhiều xảy ra nhiều chuyện khó khăn, nhiều cái sai sót nó xảy ra trong cái tình trạng này trong cái tháng này. Vì thế mà các bác cần phải hết sức lưu ý. Hơn nữa lại có thể giáp gặp canh. Giáp của canh nó là xung nữa, nó là gì? Nó là thất sát. Thất sát tức là gì? Thiên quan đấy. Nó sẽ khiến cho cái công việc cũng như là cái 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 cái, cái, cái những cái cái công việc của bác làm ấy thì nó dễ bị tiểu nhân đấu đá hay là chuyện xảy ra là chuyện tranh quyền đoạt lợi. Và các bác thì dễ dễ bị mềm lòng mà mà vướng vào cái họa của tiểu nhân đó vậy nên trong thời gian này các bác cần phải cẩn thận tính toán rất kỹ lưỡng đừng để mắc vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân nếu mà các bác sơ hở thì tiểu nhân sẽ nhân cơ hội này nhân đà này mà gì tìm cách hạ bệ các bác ấy. Thế nên là các bác hết sức là cẩn thận nhé hơn nữa chúng ta có thân này thân ẩn tàng ba thiên can canh nhâm và mậu đấy giáp gặp canh thì nó là thiên quan là thất sát rồi thì nó cũng giống như ở trên đấy luôn xảy ra cái chuyện tranh quyền đoạt lợi luôn cái tiểu nhân đeo bám và để hóa giải cái 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 hạn này đi ấy, thì quý vị nên nhớ là sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân nhé. vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất đấy. Bên cạnh đó thì trong cái tháng 7 này nó là tháng cô hồn thì để mang lại cái may mắn cho mình ấy, thì quý vị cũng nên sử dụng một cái minh quang pháp bảo nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta có thì giáp gặp nhâm thì nó là thiên ấn. À, thiên ấn nó báo hiệu cho các bác là trong thời gian này thì có thiên ấn độ mệnh nên là các bác làm quản lý cấp cao ấy, các bác làm quản lý ấy, làm thì sẽ rất là thuận lợi nhé. Được thuận lợi trên con đường công danh sự nghiệp luôn có quý nhân phù trợ và dễ có cơ hội tham quan tiến chức đó tiếp theo là gì giáp gặp mậu đấy giáp gặp mậu thì nó là thiên tài thì nó cũng báo hiệu có đôi chút vận may về tiền bạc với những người tuổi tuổi giáp dần trong thời gian này có thể là một món thiền thưởng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng khiến cho các bác là gì cảm thấy tự hào và cảm thấy gì cảm thấy vui vẻ suốt cả ngày đó như vậy là trong cái tháng trong cái tháng 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 bảy âm lịch tháng cô hồn này thì nói chung là những người tuổi thân là xấu nhá công việc xấu đó công việc xấu nó có một chút về cái tài lộc thôi còn lại là gì mọi thứ nó đều gì đều bất an với những người tuổi với những người tuổi gì? Sắp dần một chín đó. tiếp đến chúng ta còn xem tháng 8 là tháng tân dậu tháng tân dậu chúng ta có dần gặp dậu đúng không ạ dần mộc gặp dậu kim kim mộc là tương khắc tức là bị khắc ấy khắc chế khắc chế thì tình cảm nó cũng sẽ gì bị đi xuống này thứ hai là gì công việc thì nó cũng không được thuận lợi công việc cũng gặp nhiều khó khăn và thứ ba nữa là gì là cái sức khỏe sức khỏe thì nó cũng cũng không được đảm bảo, vậy tiền bạc nó cũng dễ, dễ dễ mà hư hao đi mất, đó. Hơn nữa lại gặp vào cái cục diện là đại hao, vậy nên là gì, rất dễ là hao mòn với cái, cái cái chuyện tiền bạc, đó. À, tiếp theo chúng ta có giáp gặp tân thì nó là chính quan, à, thì nó nói lên rằng là gì, mặc dù bị xung khắc đấy, nhưng mà cái thời gian này thì các bác cũng được gì, nói chung là làm việc, công việc cũng thuận lợi, nó thuận lợi hơn những tháng trước, đó. Mặc dù nó có những bị xung khắc, ấy nhưng nó thuận lợi hơn tháng trước và cũng có được những người trợ giúp xung quanh mình. Đó, vậy nên là trong thời gian này cũng là một cái may mắn với các bác đấy. Thứ hai là gì? Giáp cập Tân nó cũng là chính quan. Vậy nên là các bác cũng gì cũng sẽ được hỗ trợ đó. Đó. Như vậy là gì? Cái tháng này thì nói chung là mặc dù là công việc nó vất vả ấy, nhưng mà sẽ có quý nhân nhá, có quý nhân. Và tâm lý của các bác thì cũng sẽ vui vẻ hơn, đó bắt đầu may mắn đến, đang đến dần với những người tuổi với những người tuổi dần đấy tiếp theo chúng ta xem tháng 9 là tháng nhâm tuất nhâm tuất chúng ta có dần ngọ tuất là tam hợp dần hợp tuất là tam hợp được tam hợp quý nhân tương trợ giúp đỡ vậy nên là trong thời gian này ấy, thì những người tuổi giáp dần 1974 sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ được quý nhân và được quý nhân trao cho cái cơ hội hợp tác làm ăn kinh doanh cũng như là trao cho những cái mối liên hệ mối 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 mở rộng mối quan hệ của mình ra ấy. vậy nên là đây là một điều cực kỳ tốt với những người tuổi giáp dần thì quý vị hãy nhân cơ hội này mà nắm bắt đấy đây là cái thời cơ mở rộng cái mối quan hệ và để trong những tháng cuối năm mà chúng ta gì kiếm thêm được một khoản lớn à, bên cạnh đó chúng ta có giáp cặp nhâm thì nó là thiên ấn à, giáp thủy à, giáp mộc cặp nhâm thủy thì nó là gì nó là thiên ấn đấy. thiên ấn nó báo hiệu rằng trong thời gian này thì các bác cũng sẽ gì nói chung là được thiên ấn hỗ trợ thì nó cũng khá là khá là xuân sẻ những người mà làm quản lý cấp cao ấy, đặc biệt là các bác còn làm quan chức nữa ấy, thì trong thời gian này khá thuận lợi. Đấy, về cái chuyện thăng quan tiến chức nhá, dễ được đề bạt lên các vị trí cao hơn. Và những ai mà đang muốn được tăng lương tăng thưởng ấy thì trong thời gian này cũng nên mạnh dạn đề xuất. Nếu mà cảm thấy xứng đáng với mình thì các bác cứ đề xuất nhá, thì sẽ dễ được cái thành công hơn. À, bên cạnh đó thì chúng ta có tuất tuất thì gặp mậu à, tuất thì sẽ ẩn tàng ba thiên can mậu đinh và tân đấy giáp gặp mậu thì nó là thiên tài giống như ở ở trên rồi Đấy. thì tức là gì trong tháng này là có tài lộc nhé có tài lộc đó có tài lộc cái thiên tài nó là cái tài từ trên trời rơi xuống thì trong cái tháng này thì có thể là các bác được tham quan tiến chức và gì cũng sẽ có gì có được cái tài lộc đấy người ta ban tặng tiền thưởng hoặc là những người khác tặng quà cho các bác à bên cạnh đó có giáp gặp đinh thì nó là thương quan đấy cái thương quan này này nó báo hiệu một điều là các bác nên cẩn thận về cái, cái, cái vị trí công việc của mình ấy mặc dù là nó có thiên ấn ấy thì vừa mới lên xong nữa tức là gì nó có thay đổi về cái vị trí công việc à, cái thiên ấn thì nó làm cho các bác là gì tiến thân cao hơn và cái thương quan nó làm cho các bác là gì mất đi cái vị trí tức là các bác có khả năng cao là sẽ được cất nhắc lên cái vị trí mới tốt hơn đó bên cạnh đó thì có tân ấy, gặp tân là chính quan thì cái chính quan nó cũng báo hiệu là có sự vui vẻ có sự phấn khởi trong cái công việc của mình đó nhưng mà các bác phải lưu ý này trong tháng này là một tháng tốt được cái gì thiên ấn cũng như là được cái cục diện tam hợp nó hỗ trợ nhưng mà bên cạnh đó thì có lưu niên phục binh này đấy nó nói rằng là gì trong thời gian này vẫn còn kẻ xấu nó rình rập các bác vì thế mà những người tuổi 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 dần ấy, giáp dần một nghìn hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình mang theo quý nhân bên mình bằng cách là sử dụng cái vòng tác hợp quý nhân là dần ngộ tuất để hóa giải những cái lưu niên phục binh này những điểm xấu nó đến với mình nhá đó là cái tháng 9 thì tháng 9 nói chung là các bác là đúng không? có một ít tiền đấy còn quan chức thì được thăng qua tiến chức đó. sức khỏe tốt tình cảm gia đạo thì yên ổn đó tiếp theo chúng ta xét tháng 10 tháng 10 là tháng quý hợi trong tháng quý hợi thì chúng ta có đúng không ạ chúng ta có dần và hợi thì là cục diện lục hợp lục hợp vậy nên là gì trong tháng này thì cũng khá là may mắn nhé may mắn may mắn với những người tuổi giáp dần vừa có được may mắn về chuyện công việc đúng không ạ vừa có được may mắn về cái gì cái công việc là một để thứ hai là về về cái sức khỏe này Đúng không? thứ ba là về cái gì về cái tình cảm gia đình thì cũng được yên ổn hơn. À nhưng mà các bác lưu ý này, có lẽ trong thời gian trước các bác đã lao lực quá vất vả rồi nên là bây giờ thì trong tháng này lại gặp lưu niên quan phù, đà la và bạch hổ thì ba cái sao này nó chủ về gì xấu về sức khỏe. Đúng không? Hai cái sao quan phù đà la nó chủ về cái chuyện là những cái khó khăn trong công việc, đặc biệt là cái công việc làm ăn của mình và cái tài vận của mình. Đó. Còn bạch hổ nó chủ về cái những cái tai nạn mất máu, tai nạn bất ngờ nó xảy ra. Vậy nên là quý vị phải hết sức lưu ý nhé. À, bên cạnh đó chúng ta có giáp gặp quý thì nó là gì? Nó là chính ấn. Thì cũng nói lên rằng là trong thời gian này thì những người tuổi giáp dần 1974 thì có tiếng nói hơn ở trong công ty, có tiếng nói hơn ở trong đội nhóm và có tiếng nói hơn trong gia đình nhà mình. Đấy, mọi quyết định, mọi cái, cái 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 quyết định các bác đưa ra thì cũng đều được người khác ghi nhận, đón nhận và không phản nạn gì cả. Đấy, với những người quản lý cấp cao thì trong thời gian này cực kỳ là một thời gian có lợi đấy, có lợi cho các bác để các bác sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn trong việc là mở rộng quy mô kinh doanh hay là mở rộng các hợp đồng buôn bán hay là mở rộng đối tác khách hàng vân vân đấy thì những cái quyết định của các bác đưa ra đều là sáng suốt và được cấp trên ghi nhận và cấp dưới thì cũng đồng lòng ủng hộ nhé à, hơn nữa chúng ta có hợi thì ẩn tàng thiên can là nhâm và giáp đúng không ạ à, giáp gặp nhâm thì nó là thiên ấn đấy. thì cũng nói là những cái sự may mắn về cái chuyện thăng quan tiến chức nó gặp những cái vận may bất ngờ nó kéo đến thứ hai là giáp gặp giáp và tỷ kiên thì nói rằng là các bác cũng phải khá vất vả với công việc trong tháng này đó vậy nên là trong cái thời gian này thì các bác tuổi giáp dần 1974 ấy, thì cũng cần phải gì hết sức thận trọng nha mặc dù là gì công việc hanh thông thuận lợi đúng không có chức có quyền nhưng mà gì vẫn có kẻ tiểu nhân đeo bám đó vậy nên các bác hãy nhớ là luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải nhé tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 11 âm lịch là tháng giáp tý là chúng ta có dần mộc gặp tí thủy được cục diện là thủy mộc tương sinh. Vậy nên trong thời gian này cũng là tốt, tốt về tình cảm này. Tốt về công việc này, đó. Sức khỏe thì cũng tốt này. À, cái sức khỏe tốt là có gì có lưu niên bác sĩ nó ở đây này. Đó. Còn công việc tốt là có thiên đức và phúc đức, hai sao này nó hỗ trợ, nó sẽ bổ trợ cho công việc của các bác. Những người làm ăn chính đáng thì sẽ được lộc trời cho và sẽ được cực kỳ may mắn. Bên cạnh đó thì trong cái tháng này nó có lưu niên lộc tồn ở đào đến À, vì thế mà những người tuổi giáp dần ấy trong cái tháng này thì cũng thì cũng làm ăn cũng sẽ có lộc đấy. Cũng sẽ có lộc đấy, có tiền đấy. Đó. có là có tiền. Nhưng mà các bác phải lưu ý trong tháng này giáp gặp giáp thì nó là tỷ kiên, nó nó tỷ kiên. Cái tỷ kiên này thì nó làm cho là các bác làm việc công việc khá vất vả. Mà cái tháng này vất vả thì cũng là đúng rồi Tại vì là nó là tháng cuối năm. À, tháng này là một cái tháng mà phải chạy đua với thời gian để hoàn thành nốt những cái công việc, hoàn thành nốt những cái kế hoạch được giao để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán đúng không ạ? vậy nên là cũng khá vất vả đó à, chúng ta có tí thì ẩn tàng thiên can là quý đấy thì giác và quý nó là chính ấn nó là chính ấn thì à, có ấn và có quan nó hỗ trợ vậy nên trong thời gian này là một cái tháng may mắn nhá dễ có tiền nha các bác dễ có tiền dễ có tiền còn có chức có quyền là chắc chắn rồi còn tiền thì tiền có hay không là không biết đúng không ạ thì các bác cũng cần phải tùy theo về cái công việc các bác làm là gì đó còn sức khỏe tốt công việc tốt đó và tình cảm vợ chồng thì cũng được đảm bảo đó như vậy là tháng 11 là một tháng khá tốt với những người tuổi những người tuổi giáp dần 1974 nhá Bây giờ chúng ta cùng xét đến tháng tiếp theo là tháng 12, tháng cuối cùng của năm là tháng Ất Sửu. À, chúng ta có dần đúng không? Dần gặp Sửu là cục diện gì? Dần mộc khắc Sửu thổ. Tức là khắc được lệnh tháng vậy nên là gì? Nó cũng sẽ gây ra sự mệt mỏi. Đó vậy đây là trong thời gian tình cảm thì cũng xảy ra nhiều sự cãi vã. Có lẽ là do cái tháng này này, tháng 11 tháng mấy tháng này các bác làm ăn vất vả quá, không có thời gian chăm sóc đến gia đình, chăm sóc cho, cho bác gái vậy nên đôi khi cũng làm cho các bác hơi buồn một chút đó à, thứ hai là trong thời gian này thì các bác thì về phần sức khỏe nhé nó cũng bị giảm sút đôi chút do là các bác ăn chơi nhậu nhạt nhiều quá à, suốt ngày tham gia vào những cuộc à, nói chung là trong tháng 12 này là, là tháng chủ về cái sự ăn uống chủ về sự ăn chơi hết tổng kết này đến tổng kết nọ hết tất niên này đến tất niên kia đó là còn hai ba tháng chạp lại còn thái tuế vân vân nói chung là rất nhiều cái 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 cuộc ăn chơi trong cái tháng trong cái tháng 12 này vậy nên các bác phải giữ gìn sức khỏe của mình nhé. À, chúng ta có giáp gặp ất thì nó là gì? Nó là kiếp tài gặp kiếp tài lâm vận thì cũng sẽ khá là vất vả, Đấy, vất vả công việc. Bên cạnh đó lại còn uh, được lại còn bị, bị tiểu nhân nó hãm hại. Đấy, công việc thì bận rộn, tiểu nhân thì đeo bám. Thì các bác là phải bế tắc đúng không ạ? Và các bác luôn nhớ là hãy mang theo quý nhân bên cạnh bằng cách sử dụng cái vòng tăng hợp quý nhân là dần ngọ tuất. À, tiếp đến chúng ta có xỉu ấy thì ẩn tàng thiên can là kỷ tân và quý đúng không ạ chúng ta có giáp gặp kỷ thì nó là chính tài nó nói lên rằng là trong thời gian này thì công việc của các bác thì vẫn được quý nhân tương trợ giúp đỡ thứ hai là tân đúng giáp à, gặp tân thì nó là chính quan thì con đường quan vận của các bác cũng được gì dễ dễ có chuyện là thăng quan tiến chức và là công việc thì có sẽ có người giúp đỡ giúp các bác là lúc nào cũng phấn khởi phấn khởi trong cái công việc của mình đó bên cạnh đó lại gặp quý là chính ấn À, chính ấn thì cũng có tiếng nói trong cái đơn vị của mình nó cũng thể hiện cái quyền được cái quyền uy của mình đó như vậy là gì trong cái tháng 12 là một tháng khá là tốt có nhiều sao tốt nó đã đến nhưng mà các bác phải chú ý cái tình dương và lực sĩ này cũng như là cái sao điếu khách nó chủ về chuyện mất mát và tiền bạc vì thế mà gặp cái tháng này thì các bác cũng phải hết sức lưu ý đề phòng nhé hết sức lưu ý đề phòng đó à, như vậy là trong cái tháng 12 hai này thì các bác vẫn có tiền nhé vẫn có tiền vẫn có tiền này vẫn, vẫn có tiền À, sự nghiệp thì cũng hanh thông à, mặc dù là bị tiểu nhân đeo bám nhưng mà gì nói chung là tổng quan thì cũng là tốt không vấn đề gì cả các bác vẫn có tiền nhé đó đó là cái tháng 12 à, thưa quý vị như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi giáp dần sinh năm 1974 à, năm mạng đúng không ạ năm nay 50 tuổi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo à, xin cảm ơn